Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện được trông đợi trong ngày hôm nay đó là lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Lễ nhậm chức là buổi lễ chính thức đánh dấu sự bắt đầu của một nhiệm kỳ Tổng thống mới và nó diễn ra tại thủ đô Washington. Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden với chủ đề Nước Mỹ Thống Nhất được cho là khác biệt nhất trong lịch sử. Cùng với nghe phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1, quý vị có thể xem live stream VOV1 Thời sự. Số điện thoại tương tác của chương trình là 0243 934 1040. Và ngay sau đây là phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa cùng với vị khách mời. Biên tập viên Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tiếng nữa là lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống ông Joe Biden sẽ diễn ra. Khoảng 25.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai tại Washington. Chưa kể hàng nghìn nhân viên thực thi pháp luật thuộc Sở Cảnh sát Washington, FBI. Trước đó thì Nhà Trắng thông báo là Tổng thống Donald Trump đã cho phép ban bố tình trạng khẩn cấp tại Washington có hiệu lực đến ngày 24 tháng 1 để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của ông Biden. Như vậy thì với mức độ an ninh tăng cường dày đặc, đây sẽ là một lễ nhậm chức khác biệt nhất trong lịch sử. Ngoài ra thì Tổng thống Donald Trump cũng đã có cuộc thảo luận tại Nhà Trắng với ông Joe Biden đề cập công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức cũng như là những công việc và kết quả đã đạt được của chính quyền Mỹ thứ 45 trong 4 năm qua. Trong chuyên mục Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những diễn biến gay cấn trên chính trường Mỹ trước thời khắc quan trọng. Cùng nhìn lại di sản của Tổng thống ông Donald Trump trong 4 năm qua và những thách thức với Tổng thống đắc cử Joe Biden. Vị khách mời trực tiếp của chương trình hôm nay là Tiến sĩ Trần Bách Hiếu, Phó trưởng Bộ môn Chính trị học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Quý thính giả quan tâm đến nội dung của Dòng chảy sự kiện hôm nay có thể gọi điện tới các số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 934 9483 hoặc truy cập fanpage của chương trình tại địa chỉ VOV1 Thời sự để đặt câu hỏi cho các vị khách mời hoặc chia sẻ quan điểm của quý vị về cuộc bầu cử của nước Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành cùng với vụ bạo loạn vừa qua tại Điện Capitol và các mối đe dọa bất ổn trên toàn nước Mỹ, thì lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden sẽ hạn chế nhiều hoạt động cũng như là số lượng người tham dự. Dự kiến là chỉ có khoảng 1.000 người tham dự lễ nhậm chức hôm nay. Vì vậy, sự kiện trong đợt này sẽ khác biệt so với lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ thông thường. Ngay bây giờ, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, để cập nhật những cái thông tin mới nhất tới quý vị và các bạn. Xin chào anh Phạm Huân ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị thính giả. Thưa anh, cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức tân Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra như thế nào ạ? Vâng, hiện nay thì chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ diễn ra các cái hoạt động trong khuôn khổ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Và cái công tác chuẩn bị thì đã hoàn tất mọi khâu từ hậu cần cho tới an ninh. Cái buổi tổng duyệt thì cũng đã được thực hiện cách đây 2 ngày và diễn ra khá suôn sẻ. Cái công tác chuẩn bị năm nay thì chú trọng đặc biệt tới cái vấn đề đảm bảo an ninh khi hàng chục nghìn vệ binh quốc gia được trang bị vũ khí đã được triển khai tại các cái khu vực diễn ra buổi lễ để ngăn chặn cái khả năng người biểu tình tới gây hỗn loạn như là cái vụ việc diễn ra ngày 6 tháng 1 tại tòa nhà Quốc hội. Cái việc triển khai an ninh thì đã diễn ra khoảng một tuần trước sự kiện. Các cái kênh cầu lớn nối thủ đô Washington và các bang khác, các tuyến xe và tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố thì đều bị đóng. Các tuyến phố lớn thì đều có các cái trạm kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Việc di chuyển trong thành phố hiện rất khó khăn khi có rất nhiều chốt an ninh và hàng rào kiểm soát đã được dựng lên và mọi xe đi qua thì đều phải kiểm tra an ninh và thẻ căn cước. Toàn thành phố thì đã được phong tỏa để phục vụ cái lễ nhậm chức tổng thống. Trong mấy ngày từ cuối tuần cho tới nay thì không có cái sự cố an ninh nào xảy ra. Tổng thống đắc cử Joe Biden thì đã bay từ bang quê nhà Delaware tới thủ đô Washington và trong ngày 19 tháng 1 thì đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 ở Mỹ. Có thể nói là mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất và nước Mỹ thì đã sẵn sàng để chào đón một tổng thống mới sau lễ nhậm chức vào trưa ngày 20 tháng 1. So với các lễ nhậm chức trước đây thì lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến là sẽ có nhiều điểm khác biệt. Vậy thì thưa anh Phạm Huân, lễ nhậm chức năm nay của ông Joe Biden có những điểm đáng chú ý gì ạ? Vâng, cái lễ nhậm chức Tổng thống năm nay là một cái sự kiện đặc biệt và khác biệt nhất có thể nói là trong lịch sử nước Mỹ. Đầu tiên là phải nói tới cái bối cảnh diễn ra cái sự kiện này khi mà nước Mỹ thì vẫn đang phải đau đầu với cái dịch bệnh COVID-19 đã khiến khoảng 400.000 người tử vong trong khi khoảng 24 triệu người đang mắc bệnh. Cái tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như vậy cho nên là cái quy mô lễ nhậm chức đã bị thu nhỏ tối đa.
Bình thường thì có khoảng 200.000 khách mời tới tham dự, nhưng năm nay thì cái con số này chỉ còn khoảng 1.000. Nhiều cái hoạt động cũng sẽ diễn ra trực tuyến và người dân thì không được tham dự các cái sự kiện tại buổi lễ nhậm chức do cái nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Sẽ không có lễ diễu hành cho công chúng từ Quốc hội tới Nhà Trắng, sẽ không có các cái buổi tiệc khiêu vũ, mà thay vào đó là các cái chương trình truyền hình đặc biệt với nhiều màn biểu diễn âm nhạc và các bài phát biểu từ cả ông Biden và phó tướng của mình là Kamala Harris. Thứ hai đó là cái vấn đề an ninh. Những cái tranh cãi xung quanh kết quả của bầu cử thì đã ảnh hưởng tới cái quá trình chuyển giao, rồi đỉnh điểm là cái cuộc bạo loạn của những người ủng hộ Tổng thống Trump tại trụ sở Quốc hội hôm 6 tháng 1 thì đã khiến cái tình hình an ninh trong dịp lễ nhậm chức trở nên hết sức phức tạp khi nguy cơ có thể xảy ra các cái cuộc biểu tình bạo lực. Chính vì vậy mà an ninh thì là cái yếu tố quan trọng nhất của buổi lễ năm nay, khi hàng chục nghìn vệ binh quốc gia, thậm chí là nhiều hơn cả tổng số binh sĩ Mỹ hiện đang ở Afghanistan và Iraq đã được huy động để ngăn ngừa rủi ro bất ổn. Có thể nói đây là cái sự huy động lực lượng an ninh chưa từng có trong lịch sử các cái lễ nhậm chức tổng thống của Mỹ. Cái điểm khác biệt nữa của cái lễ nhậm chức năm nay đó là việc ông Donald Trump sẽ là tổng thống đương nhiệm đầu tiên kể từ năm 1869 không tham dự cái lễ nhậm chức của người kế nhiệm mình. Theo ông Trump thì rất ít tổng thống mãn nhiệm không công nhận thất bại và không dự lễ đăng quang của tổng thống kế nhiệm. Tổng thống Trump trong ngày 19 tháng 1 thì đã có cái bài phát biểu rời nhiệm sở và trong sáng 20 tháng 1 thì sẽ rời Nhà Trắng tham dự cái buổi lễ chia tay ở một căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ đô Washington và sau đó sẽ bay về cái khu nghỉ dưỡng của mình ở bang Florida. Theo thông lệ thì tổng thống mãn nhiệm và các cựu tổng thống sẽ ngồi phía sau tân tổng thống để thể hiện cái sự chuyển giao quyền lực hòa bình. Và sau khi phát biểu nhậm chức thì tân tổng thống sẽ tiễn cựu tổng thống tới nơi đỗ chiếc thang Marine One. Tuy nhiên thì cái điều này sẽ không diễn ra trong năm nay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân đã cập nhật cho chúng tôi những cái thông tin đáng chú ý từ nước Mỹ ạ. Thưa quý vị và các bạn, như phóng viên Phạm Huân vừa thông tin về việc siết chặt kiểm soát an ninh ở Washington DC, trong khi người dân thì được khuyến cáo ở nhà trong dịp diễn ra lễ nhậm chức của tân tổng thống Joe Biden, cho thấy là chính trường nước Mỹ chưa hề yên ả. Theo truyền thống thì tổng thống sắp mãn nhiệm thường tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm để tượng trưng cho sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, nhưng mà tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Thưa ông Trần Bách Hiếu ạ, những gì đã đang diễn ra ở chính trường Mỹ cho thấy điều gì, thưa ông? Chúng ta thấy là chính trường Mỹ hiện nay đang diễn ra rất là nhiều những cái câu chuyện mà có thể thấy là thể hiện là nó rất là rạn nứt, rất là nhiều bất đồng. Và cái câu chuyện Tổng thống Donald Trump không tới chúc mừng và dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ấy, thì chúng ta cũng thấy cho thấy là những cái rạn nứt vẫn chưa được điều hòa. Và rõ ràng ông Donald Trump ông vẫn theo đuổi và tin tưởng là cái kết quả mà thắng cử của ông Joe Biden là không thuyết phục ông ấy. Và rõ ràng chúng ta cũng thấy là cái bối cảnh rạn nứt nó còn diễn ra trong cái bối cảnh của COVID-19. Thì Mỹ đang là cái quốc gia bị ảnh hưởng mạnh nhất, thiệt hại lớn nhất trong cái đại dịch COVID-19 này. Như phóng viên Phạm Huân cũng vừa chia sẻ, chúng ta thấy là cái số người nhiễm cũng như số người tử vong ấy, ở Mỹ trong đại dịch này là đang là lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Và chúng ta cũng thấy nó tạo ra những cái bất đồng và mâu thuẫn giữa những cái người ủng hộ ông Donald Trump với những người ủng hộ ông Joe Biden. Nó tạo ra bất đồng trong cái xã hội, trong cái biện pháp để phòng chống COVID, ví dụ như là tự do không phải đeo khẩu trang hay là giãn cách xã hội hay là mở cửa nền kinh tế. Tức là những cái quan điểm đó nó đang rất là bủa vây xung quanh cái chính trường của nước Mỹ hiện nay. Và rõ ràng cái câu chuyện mà ngày mai chúng ta chứng kiến cái lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden ấy, là một cái bối cảnh vô cùng đặc biệt. Và nó đang đặt cái nước Mỹ trước những cái rất là nhiều các câu chuyện cho một cái nhiệm kỳ mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Lễ nhậm chức diễn ra là chỉ 2 tuần sau một ngày hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội khi mà người biểu tình tràn vào điện Capitol lúc mà lưỡng viện kiểm phiếu đại cử tri để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Các quan chức thực thi pháp luật khẳng định là sẽ đảm bảo an ninh tốt nhất cho lễ nhậm chức lần này. FBI thì đã cảnh báo về các cuộc biểu tình có vũ trang và các cuộc tấn công tiềm ẩn đang được lên kế hoạch ở Washington DC và ở 50 tiểu bang. Vậy thưa ông Trần Bách Hiếu ạ, ông đánh giá thế nào về tính chất của lễ chuyển giao quyền lực lần này ạ? Về lễ chuyển giao quyền lực lần này, nếu mà xét về mặt tính chất thì có thể đấy, đây là một cái lễ chuyển giao quyền lực mang tính chất lịch sử và đặc biệt khác biệt. Tôi rất chia sẻ với cái ý kiến nhận xét vừa rồi của phóng viên Phạm Huân. Cái tính chất lịch sử chúng ta thấy là nhiều năm qua cái lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ chứng kiến một cái lễ chuyển giao quyền lực nó đặc biệt như cái lễ chuyển giao lần này. Tổng thống Donald Trump là vị tổng thống thứ tư không tới dự lễ nhậm chức với và chúc mừng cái tổng thống tân cử. Chúng ta biết trước đó là có 3 vị tổng thống từ ông John Adams thì không dự cái lễ nhậm chức của Thomas Jefferson năm 1801. Rồi là tổng thống John
Quincy Adams, tức là con của ông John Adams, thì không chúc mừng ông Andrew Jackson. Và đến cái năm 1869 thì Tổng thống Andrew Johnson thì không tới dự cái lễ nhậm chức của ông Ulysses Grant. Và như vậy tính đến nay là 152 năm thì lịch sử nước Mỹ lặp lại là có một vị tổng thống không dự lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử. Và đây là một cái truyền thống mà nước Mỹ trước đó là một niềm tự hào thực sự, thì năm nay không diễn ra. Và chúng ta thấy là ông Donald Trump đã có kế hoạch riêng của mình trong câu chuyện rời nhiệm sở, mà không giống với cái phong cách truyền thống. Nhưng tuy nhiên trước đó thì Tổng thống Donald Trump cũng nói là sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và trật tự. Cái đặc biệt khác biệt thì rất là nhiều các cái thông tin đã được chia sẻ, và chúng ta thấy là quy mô của cái lễ chuyển giao và cái lễ nhậm chức chưa bao giờ nó nhỏ như lần này. Bây giờ chỉ có 1.000 người tham dự bởi vì đại dịch COVID đang bủa vây. Cái nguy cơ kép của vấn đề an toàn về tính mạng của người tham gia cũng như là cái nguy cơ của đại dịch COVID vẫn bủa vây. Và chúng ta cũng thấy là chưa bao giờ nước Mỹ huy động đến 25.000 vệ binh quốc gia để tham dự bảo vệ cái an ninh cho cái lễ nhậm chức lần này. Và rất nhiều các cái nghi lễ của lễ nhậm chức như truyền thống đã không được thực hiện trong cái lễ nhậm chức lần này của Tổng thống Joe Biden. Và chúng ta thấy là một cái bức tranh đã và đang đặt ra rất nhiều câu chuyện trong cái nhiệm kỳ mới từ cái lễ nhậm chức đặc biệt này, và chắc chắn nó sẽ là một dấu ấn không thể quên trong lịch sử của nước Mỹ và nhân loại. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, với cái lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn ra hôm nay, theo giờ Mỹ thì Tổng thống Donald Trump sẽ rời Nhà Trắng. Mặc dù thì Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể giành chiến thắng trước đối thủ là ông Joe Biden, nhưng điều đó thì không có nghĩa là mọi thứ ông Trump làm là đều tệ. 4 năm dưới thời ông Trump thì nước Mỹ đã bước qua một trang khác hoàn toàn. Chúng ta cùng nhìn lại những cái di sản mà ông Donald Trump để lại trong nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm qua qua phần tổng hợp sau đây ạ. Một trong những thành tựu của Tổng thống Donald Trump từng đạt được trong nhiệm kỳ của mình chính là kinh tế. Ông Donald Trump tiếp quản nước Mỹ với một trạng thái tương đối ổn. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, với các chính sách cải cách về thuế, ngăn chặn người di cư bất hợp pháp, cắt giảm các quy định của chính phủ và rút lại một phần lớn luật bảo hiểm sức khỏe Obamacare, nền kinh tế Mỹ duy trì được đà tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 5 thập niên qua là 3,5% vào tháng 9 năm 2019. Nhưng không may, dịch COVID-19 bùng phát khiến thành quả 3 năm đầu nhiệm kỳ đổ sông, đổ bể. Cũng liên quan đến kinh tế, một điểm nhấn đáng chú ý khác trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Dẫu có nhiều tranh cãi về tác động, nhưng các nhà quan sát thừa nhận việc ông Donald Trump cứng rắn với Trung Quốc là phù hợp với góc nhìn lợi ích của Mỹ. Và đó là điều mà người kế nhiệm ông cần cân nhắc sau khi tiếp quản quyền lực. Tổng thống Donald Trump còn ghi điểm trong nhiệm kỳ của mình bằng thành tích không chiến tranh. Nước Mỹ dưới thời ông Donald Trump đã cùng liên quân quốc tế đẩy lùi tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ông cũng mở đường cho việc rút Mỹ ra khỏi vũng lầy Trung Đông. Mặc dù đưa ra hàng loạt lập trường cứng rắn với Trung Quốc, Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng ông Donald Trump không kéo nước Mỹ vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên, đồng thời làm nên lịch sử với 3 cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Cũng trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Donald Trump ghi dấu ấn với vai trò cầu nối, trung gian hòa giải ở Trung Đông, giúp đi đến thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Bách Hiếu ạ, ông đánh giá thế nào về những cái di sản mà ông Donald Trump ghi dấu ấn trong nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm qua? Ở 4 năm qua thì chúng ta thấy có thể thấy đây là một vị Tổng thống để lại rất nhiều các cái di sản đặc biệt cho cái vị Tổng thống tiếp tới và cho cái xã hội và nền chính trị của Mỹ. Chúng ta thấy những thông tin vừa chia sẻ đều là những cái di sản mà không thể nào quên được trong cái nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump. Ngoài những cái thông tin vừa chia sẻ tôi muốn bổ sung thêm ấy, thì là trong 4 năm qua ấy, thì có thể nói là một trong di sản mà cần phải khẳng định ấy, đó là ông ấy đã thực hiện rất tốt các cái cải cách về kinh tế và cải cách về thuế đối với các doanh nghiệp của Mỹ, và thực sự là mang lại được cái gọi là sự đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ, rồi là ghi chứng khoán Mỹ chưa bao giờ tăng mạnh như so với các đời tổng thống trước đó như dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ thất nghiệp cũng là đạt tỷ lệ thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Đây, chúng ta thấy tháng 9 năm 2019 thì tỷ lệ thất nghiệp chỉ được 3,5%. Ngoài ra chúng ta thấy những cái thông tin vừa chia sẻ như là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump thì ông ta không hề phát động một cuộc chiến tranh nào. Nhưng mà rất nhiều những cái hoạt động trước đó căng thẳng
ở trong các cái khu vực chiến lược trên phạm vi toàn cầu ấy, mà nhiều tổng thống trước không làm được thì đến ông Donald Trump lại xử lý được. Ví dụ như là vấn đề với Triều Tiên thì ông ấy ít nhất có 3 lần có cái hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Hoặc là vấn đề Trung Đông chẳng hạn, lần đầu tiên ấy, thì có các tổng thống tôi thấy theo dõi mấy chục năm nay ấy, thì là có vị tổng thống có thể thực hiện được các ký hiệp định mà tạo ra cái bình thường hóa quan hệ được giữa Israel với các quốc gia ở Trung Đông như là Bahrain hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hay là sau đó là Sudan hay là Maroc, thì đấy là những cái tín hiệu rất đặc biệt. Rồi cũng tiêu diệt được nhà nước IS, và chưa bao giờ trong một cái nhiệm kỳ tổng thống Mỹ số quân đường trú thấp như cái nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump trước đó. Chúng ta thấy là cái số lượng mà vệ binh Cộng hòa 25.000 người huy động cho cái lễ nhậm chức này còn đông gấp 5 lần số quân thường trú của Mỹ đang có ở Iraq hay ở Afghanistan. Thì rõ ràng đấy là những cái điểm rất là đặc biệt ấn tượng trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Vâng. Bên cạnh những cái thành tựu mà ông Donald Trump đạt được trong nhiệm kỳ Tổng thống thì có ý kiến cho rằng là ông cũng là một Tổng thống Mỹ nhiều tranh cãi, với nhiều chính sách đối nội và đối ngoại khác hoàn toàn so với các Tổng thống tiền nhiệm. Vậy thưa tiến sĩ Trần Bách Hiếu, 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump đã để lại cho mọi người một ấn tượng như thế nào ạ? Đúng là 4 năm có nhiều điều làm được nhưng mà cũng có rất nhiều tranh cãi. Chúng ta thấy là như vừa chia sẻ là có cả các vấn đề đối ngoại và đối nội. Đối nội chúng ta thấy là gần như những cái gì mà Tổng thống Obama trước đó làm thì đến Tổng thống Donald Trump đều thay đổi. Và với cái khẩu hiệu cứ nước Mỹ trên hết ấy, thì là ông ấy thay đổi tất. Ví dụ như là Obamacare cũng thay đổi. Ví dụ như là rút rất nhiều các cái hiệp định mà mang tính chất đa phương với vai trò dẫn dắt của Mỹ. Như vậy Mỹ rút khỏi TPP này, hay là Mỹ rút khỏi cái thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, hay là rút khỏi các cái hiệp định mà không có lợi cho nước Mỹ theo quan điểm của Donald Trump như là hiệp định bầu trời mở hay hiệp định hạt nhân tầm trung. Rồi ông ấy rút cả các cái tổ chức quốc tế rất đặc biệt như là UNESCO hay là WHO thời gian gần đây chẳng hạn. Thì đấy là những cái điểm mà gây rất nhiều cái tranh cãi trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump và tạo ra những cái rạn nứt nhất định trong với quan hệ với các quốc gia đồng minh của Mỹ trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, khi ông yêu cầu là cần phải có cái sự công bằng đối với Mỹ trong cái việc bảo vệ an ninh của Mỹ đối với các quốc gia đồng minh của Mỹ, và còn nhiều vấn đề khác mà chúng ta thấy là đã và đang tiếp tục đặt ra trong cái chính trị Mỹ trong cái nhiệm kỳ mới của Tổng thống đắc cử. Vâng. Từ một tỷ phú này, ngôi sao truyền hình này, thì ông Donald Trump đã bước vào Nhà Trắng và trở thành nhà lãnh đạo nước Mỹ. 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump sắp khép lại, nhưng mà dấu ấn ông tạo ra có lẽ sẽ còn tác động lâu dài tới chính trường nước Mỹ với khẩu hiệu là nước Mỹ trên hết ạ, và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Vậy với những cái di sản mà ông Donald Trump để lại thì Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ phải đối mặt với những thách thức gì, thưa tiến sĩ Trần Bách Hiếu? Vâng, như vừa phân tích thì chúng ta thấy là kết thúc nhiệm kỳ của mình với 4 năm thì chúng ta thấy nước Mỹ đang đối diện với rất nhiều vấn đề. Và các vấn đề này cũng đã sẽ đặt ra với cái chính quyền mới của ông Joe Biden. Và chúng ta thấy đầu tiên đó là làm thế nào để có thể chống được đại dịch COVID và hạn chế tối đa những cái tác động tiêu cực của đại dịch này đến với nước Mỹ. Làm sao mà có thể có vaccine cho đầy đủ với công dân Mỹ trong một khoảng thời gian tới và có thể khôi phục nền kinh tế Mỹ trở lại là cái nhiệm vụ thứ hai. Chống được đại dịch và thứ hai khôi phục được nền kinh tế Mỹ đang là hai cái nhiệm vụ cực kỳ lớn và đặt ra trọng tâm trong cái thời gian tới đối với chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Chúng ta thấy rất nhiều các vấn đề về xã hội khác như vấn đề bất bình đẳng, các vấn đề về chủng tộc, các cái vấn đề về thể hiện cái vai trò đa phương của Mỹ trên trường quốc tế. Khi mà nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump thì cái yếu tố đơn phương và cái tập trung cho nước Mỹ nó cao quá, thì đến cái nhiệm kỳ tới đang sẽ đặt ra nhiều cái vấn đề để nước Mỹ khôi phục như cái cách mà ông Joe Biden nói ấy, tức là khôi phục lại cái linh hồn của nước Mỹ, tìm kiếm lại cái, và đặc biệt ấy, sau tất cả những cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy ngay là điểm nóng đó, thì cái vấn đề sâu hơn cả đó là hàn gắn đoàn kết nước Mỹ. Sau 4 năm ấy, thì chúng ta các vấn đề tranh cãi nó làm nước Mỹ có những cái xung đột, có những cái sự rạn nứt, và chúng ta thấy cái kỳ bầu cử tổng thống vừa qua và cũng như cái việc chưa đồng thuận với cái kết quả bầu cử tổng thống vừa qua của nước Mỹ đã và đang đặt ra cái nhiệm vụ rất là đặc biệt và rất là nặng nề cho cái chính quyền của tổng thống đắc cử Joe Biden. Và chắc chắn trong cái bài phát biểu nhậm chức của mình thì chắc chắn ông ấy sẽ nêu hai cái vấn đề mà coi là tìm lại linh hồn nước Mỹ và hàn gắn nước Mỹ, đó chính là những cái vấn đề chính trong cái chính quyền Joe Biden sắp tới. Và như tiến sĩ Trần Bách Hiếu vừa thông tin ấy, là một nước Mỹ chia rẽ và rạn nứt sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm ngoái là một trong những cái thách thức mà tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ phải đối mặt khi bước chân vào Nhà Trắng. Một thông tin đáng chú ý là trong lúc Đảng Dân chủ đang nỗ lực luận tội tổng thống Donald Trump thì một nữ hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa là bà Taylor Greene đã đi ngược dòng khi tuyên bố là sẽ làm điều tương tự với tổng thống đắc cử Joe Biden ngay sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ.
Điều đó thì dự báo nhiều khó khăn đối với ông Biden trong việc thuyết phục những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, ủng hộ ông Biden. Theo tiến sĩ Trần Bách Hiếu, ông nghĩ sao về điều này? Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà đều có thể xảy ra với bất kỳ một tổng thống đắc cử nào. Bởi vì rõ ràng để có tạo ra một cái sự thuyết phục thì cần phải có thời gian. Thì tổng thống đắc cử Joe Biden còn chưa thực sự chính thức trở thành tổng thống và ông cũng đang đối diện với muôn vàn các khó khăn. Thì thêm một cái khó khăn từ một cái người đại diện từ bên Quốc hội đối với các vấn đề đại diện cho Cộng hòa hoặc lên tiếng mang tính cá nhân đối với vấn đề là có thể luận tội ngược lại ông Joe Biden trong một số vấn đề thì cũng chỉ là cái vấn đề tôi nghĩ là kỹ thuật qua lại. Và nó cũng sẽ đặt ra sắp tới nhiều cái vấn đề tương tự như thế mà chắc chắn ông Joe Biden sẽ phải đối diện, cũng giống như ông Donald Trump trong cái thời gian đầu của nhiệm kỳ của mình. Và rõ ràng làm thế nào ấy để tạo được cái sự ủng hộ của những người Cộng hòa đối với cái nhiệm kỳ lãnh đạo 4 năm tới của ông Joe Biden ấy, là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng cũng có những cái tín hiệu tích cực đối với chính quyền tân cử của Tổng thống đắc cử ấy. Đó là hiện nay thì Hạ viện Đảng Dân Chủ đã kiểm soát và cơ bản cũng kiểm soát được Thượng viện. Bởi vì với tỷ lệ 50-50 ấy thì điều quan trọng là Đảng Dân Chủ đang có Chủ tịch Thượng viện thì lại là điều hành Thượng viện lại chính là Phó Tổng thống. Bà Kamala Harris thì sắp tới sẽ là cái tiếng nói rất quan trọng. Và tạo được cái sự đồng thuận từ lưỡng viện ấy, cũng như là các cái chính sách mà đưa ra nó phù hợp và chưa có những cái sự... Tôi nghĩ là tôi tin rằng là sẽ có những cái sự kế thừa nhất định đối với chính sách của Tổng thống Donald Trump thì ông Joe Biden cũng sẽ có những cái sự ủng hộ. Quan trọng nhất là tìm lại được những cái sự đoàn kết và hàn gắn nước Mỹ. Vậy còn những cái thách thức về điều hành nền kinh tế Mỹ thì sao ạ? Thưa ông Trần Bách Hiếu. Rõ ràng điều hành nền kinh tế Mỹ cũng là một thách thức vô cùng lớn trong cái thời gian tới của chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Chúng ta thấy là ít nhất là cái thành tựu có thể đạt được trong 3 năm đầu của chính quyền Donald Trump nó là một áp lực rất lớn đối với cái chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Đúng là chúng ta thấy là... có một năm cuối cùng của chính quyền Donald Trump ấy, thì là đại dịch COVID tác động quá lớn và gần như nó làm đổ xuống sông xuống bể hoàn toàn luôn. 3 năm với cái thành tựu phát triển kinh tế của ông Donald Trump với rất nhiều các lĩnh vực được khởi sắc và đặc biệt là các vấn đề về tài chính, chứng khoán, thu nhập bình quân đầu người lên cao cũng như là giảm tỷ lệ thất nghiệp với mức rất là thấp. Thì bây giờ rõ ràng câu chuyện này nó đặt ra cái áp lực cho cái chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Làm thế nào để có được cái chính sách mà vẫn đạt được cái sự ủng hộ của những người dân chủ nhưng mà cũng lại phải có những cái sự kế thừa làm sao để phát huy được những cái thành tựu mà ông Donald Trump đã thực hiện được là trong cái nhiệm vụ mà sắp tới chắc chắn ông phải làm. Thì tôi nghĩ là cái bộ máy, các cái quan chức trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp tới sẽ phải đặt ra rất nhiều các cái chính sách về vĩ mô, vi mô cũng như là có những tham biến tham khảo với những cái kết quả đã đạt được trước đó và đặc biệt là đưa ra được cái đường hướng nó sắc nét hơn trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các cái vấn đề về tranh chấp thương mại, chiến tranh thương mại đối với Trung Quốc. Sau tất cả những gì vừa diễn ra thì thưa tiến sĩ Trần Bách Hiếu, ông có một dự báo gì về cái diện mạo chính trường Mỹ cũng như là vị thế của nước Mỹ trên toàn cầu dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden hay không? 4 năm tới thì tôi có một cái suy nghĩ tức là vạn sự khởi đầu nan. Rõ ràng bây giờ thì mình vẫn có một cái niềm tin bởi vì nước Mỹ dẫu sao vẫn là siêu cường số một thế giới. Tất cả cái thế mạnh về kinh tế, về quân sự, về đồng minh, rất nhiều các khía cạnh khác vẫn là toàn diện. Và rõ ràng là các cái câu chuyện đang đặt ra ở đây ấy, thì như vừa chia sẻ trước đó là những cái thách thức thì cần phải có cái sự tháo gỡ, cần phải có cái sự vượt qua. Và tôi tin rằng trong cái thời gian vừa qua ấy, thì những người chứng kiến nền chính trị Mỹ cũng như là chính trị toàn cầu ấy, thì đều có thể đưa ra được những cái đường đi, những cái chiến lược, những cái sách lược để có thể chèo lái, đặc biệt dưới cái sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Joe Biden ấy, chèo lái nước Mỹ với một cái con đường gọi là tiếp nối được cái sự tốt đẹp. Và thứ hai nữa là khắc phục được những cái điều mà chưa hay, chưa tốt đối với nền kinh tế Mỹ, chính trị Mỹ hay vai trò của Mỹ, vị thế của Mỹ. Thì tôi tin rằng trong cái nhiệm kỳ tới này thì vị thế của Mỹ sẽ trở lại, đối với toàn cầu thì sẽ cao hơn. Tôi tin vào cái chính sách đa phương trong cái nhiệm kỳ tới, nhưng mà tôi cũng đồng thời có một cái sự lạc quan với cái sự tiếp nối với những cái điều tốt về kinh tế hay là những cái bài học khác mà đã có được từ cái chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump. Thì với những cái lý do đó ấy, thì quan trọng nhất là bây giờ vượt qua cái đại dịch thế nào, quan trọng nhất là hàn gắn được cái nước Mỹ thế nào, và thì cái chính sách của
ông Joe Biden đối với nước Mỹ sẽ đặt nước Mỹ ở vị thế với vai trò như nào? Nhưng mà với niềm tin của tôi thì tôi nghĩ là nước Mỹ sẽ vẫn có cái vị trí xứng đáng với cái vị trí siêu cường của nó trên cái phạm vi toàn cầu. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề nước Mỹ thống nhất, dự kiến là trong bài diễn văn nhậm chức là tân Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra tầm nhìn về việc đánh bại đại dịch COVID-19, xây dựng lại tốt hơn và đưa đất nước xích lại gần với nhau hơn. Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chính thức khép lại một kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ đầy kịch tính và chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Ông Joe Biden đã có một cái chiến thắng không hề dễ dàng và con đường phía trước dành cho ông có lẽ cũng không ít chông gai. Người dân Mỹ có lý do riêng của mình để lựa chọn vị Tổng thống của nhiệm kỳ tiếp theo. Và giờ đây, đang chờ đợi ông Joe Biden bắt đầu hành trình hàn gắn nước Mỹ mà ông nhiều lần tuyên bố. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Trần Bách Hiếu đã tham gia chuyên mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Biên tập viên Quỳnh Hoa xin tạm biệt quý vị thính giả.